con kiến giá 20.000 tỷ đồng, hỏi con voi giá bao nhiêu? Theo trang thông tin của Chính phủ Việt Nam, trong năm 2023 đã thu hồi hơn 20.000 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế, tăng gần 4.500 tỷ đồng so với năm 2022. Đây là con số quá lớn đối với các quốc gia tiến bộ, nhưng sự thật đây chỉ là số tiền rất nhỏ với những gì mà quan tham trong chế độ này thực ăn. Con kiến tham nhũng đã là 20.000 tỷ đồng rồi. Lấy ví dụ như vụ án chuyến bay giải cứu, ông Tuân Sô thông tin cho báo chí biết có khoảng 2.000 chuyến bay và mỗi chuyến bay nhóm này thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà nhóm chuyến bay giải cứu đã móc túi của dân là khoảng 4.000 tỷ đồng. Nhưng khi vụ án được truy tố và đưa ra xét xử, nhà nước đã thu lại của nhóm người này bao nhiêu tiền? Số tiền của các bị cáo cùng gia đình đã nộp để khắc phục hậu quả vào khoảng 135 tỷ đồng và 1,8 triệu đô la, tương đương 180 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà nhà nước thu hồi trong vụ án này chỉ chiếm có 4,5%, một con số vô cùng nhỏ so với thiệt hại. Tương tự, vụ án Việt Á cũng thu về khoảng 4.000 tỷ đồng từ việc ép người dân ngoáy mũi. Tuy nhiên, các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả 2,7 triệu đô la và hơn 107 tỷ đồng, tức là tương đương 175 tỷ đồng, tức chỉ khoảng 4,5% so với tổng thiệt hại mà nhóm Việt Á đã gây ra. Đấy là những vụ án đã bị khui, còn rất nhiều vụ án khác vẫn chưa bị khui thì xem như chẳng thu hồi được một đồng nào. Như vậy, con số thu hồi hơn 20.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng chỉ là con kiến. Còn số tiền tham nhũng lại là con voi. Mà con voi lại vô hình, không thể cân đong đo đếm được. Vụ chuyến bay giải cứu, nhà nước chỉ thu được có 180 tỷ đồng trên tổng số 4.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu cho thấy tỷ lệ thu hồi tiền tham nhũng so với tổng thiệt hại là tương đương nhau. Vậy câu hỏi đặt ra là còn lại 95% giá trị thiệt hại đã đi về đâu? Thực chất, những vụ án tham nhũng bị khui ra là cơ hội cho các cơ quan tố tụng làm án. Đằng sau những vụ án điều tra là những trò ra giá, mặc cả giữa những kẻ giữ quyền tố tụng và bị can. Các quan chức ngành công an, viện kiểm sát và tòa án biết rất rõ những kẻ đang nắm trong tay họ có rất nhiều tiền và sẵn sàng chi để có những bản án thật nhẹ. Đó chính là các cách để bị can và quan chức trong cơ quan tố tụng chia nhau số tiền mà quan tham đã chiếm đoạt. Việc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công cuộc đốt lò chỉ làm có nửa vời. Lấy ví dụ như vụ Việt Á, điểm mấu chốt cần làm rõ trong vụ này là ai đã sở hữu tới 80% cổ phần của Việt Á. Nó vẫn đang còn nằm trong bí ẩn. Tuy nhiên, đây là vùng cấm mà Bộ Công an không thể động vào. Điều này đồng nghĩa số tiền mà nhóm nằm trong vùng cấm này đã chiếm đoạt không thể thu hồi một xu. Và đó cũng là một nguyên nhân khiến cho số thiệt hại như con voi, nhưng số thu hồi lại như con kiến. Thực ra, vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là những vụ án lớn, thiệt hại đã thấy rất rõ. Tuy nhiên, mức thiệt hại mà cơ quan điều tra có thể chứng minh được lại không thể nào bằng con số thiệt hại thật sự. Bởi những bị can khi bị bắt, họ sẽ không bao giờ chịu thừa nhận tội lỗi, chỉ khi nào cơ quan tố tụng chứng minh được thì họ mới thừa nhận. Vậy nên số tiền bị chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng ở mỗi vụ án trên là con số tính được, còn mức độ thiệt hại thực sự chắc chắn lớn hơn con số này, nhưng lớn hơn bao nhiêu thì vẫn còn là ẩn số. Vụ Việt Á tỷ lệ thu hồi cũng tương tự vụ chuyến bay giải cứu mà thôi, nó rất ít. Chống tham nhũng và lập ra những vùng cấm là rất nguy hiểm, bởi đấy là nơi quan chức có thể thi nhau chiếm đoạt mà không sợ bị bắt, không sợ bị thu hồi tiền tham nhũng, và như vậy họ càng tham nhũng hơn. Từ đó những kẻ tham nhũng sẽ biết nên chọn theo phe nào để mà được an toàn, để được vào vùng cấm. Cũng từ đó tham nhũng ngày một tinh vi hơn, trên thực tế tham nhũng năm sau cao hơn năm trước, dù ông Trọng chống mạnh như thế nào, đốt lò rực lửa thế nào thì tham nhũng vẫn bùng mạnh hơn ngọn lửa trong lò của ông rất nhiều lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin con kiến giá 20.000 tỷ đồng, hỏi con voi giá bao nhiêu tiền.
Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. EVN Bình Thuận rút 3 đồng thì đút túi 2 đồng, vì sao Dương Quang Thành giàu to? Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, ông Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, trong vụ án công ty cổ phần tập đoàn Tuấn An và công ty điện lực Bình Thuận, chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng khống giá vật tư thiết bị điện. Nhiều vật tư thiết bị điện được nâng giá từ vài chục đến vài trăm phần trăm, có những vật tư được nâng giá lên tới 300%. Rút ruột rồi báo lỗ, đòi chính sách bảo trợ, bắt người dân cả nước đóng tiền. Tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã bắt tạm giam một loạt cán bộ chủ chốt của EVN Bình Thuận, gồm ông Trần Ngọc Linh, nguyên giám đốc, ông Nguyễn Thành Ngôn, giám đốc, ông Trương Tấn Đạt, phó giám đốc, nguyên trưởng phòng kế hoạch vật tư, ông Lê Quang Nghĩa, trưởng phòng kế hoạch vật tư và ông Tạ Thúc Thông, chuyên viên phòng này. Tất cả đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cùng bị bắt tạm giam với các quan chức EVN Bình Thuận, còn có ông Huỳnh Tuấn Anh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tuấn Ân và nhiều thuộc hạ của ông này, nâng khống giá và lãi quả cho quan chức là trò bòn rút ruột ngân sách của nhà nước, tức là tiền của nhân dân Việt Nam. Nó rất phổ biến trong chính quyền này. Giá vật tư chỉ 1 đồng nhưng hai bên thỏa thuận thành 3 đồng, rồi bên bán thối lại cho bên mua, thực chất là cho quan chức. Như vậy, với 3 đồng tiền của nhà nước mà thực chất là tiền thuế của người dân, thì quan chức EVN Bình Thuận đã rút được 2 đồng bỏ túi. Sau đó, EVN Bình Thuận hạch toán lỗ rồi báo về Tổng Công ty EVN Việt Nam để báo lỗ với chính phủ và đòi tăng giá điện lên rất nhanh. Lần nào EVN đòi tăng giá điện, chính phủ cũng đều thỏa mãn sự đòi hỏi đó. Đây là một điều rất đáng ngờ. Ông Dương Quang Thành dùng tiền ở đâu để mà nuôi con ăn học ở Mỹ từ bậc phổ thông đến như vậy? Nó tốn kém nhiều trăm ngàn đô la. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng với cơ chế như nhau trên toàn quốc, một khi EVN Bình Thuận nâng khống rút ruột được, thì EVN các tỉnh khác không làm được hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Vấn đề thua lỗ triền miên của EVN từ năm này sang năm khác đã khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao chính phủ luôn cho EVN tọa nguyện khi đòi tăng giá điện để bù lỗ, nhưng rồi vẫn tiếp tục lỗ và lại móc túi người dân. Vào năm 2023, EVN được chính phủ cho tăng giá điện tới 2 lần, nhưng rồi họ báo cáo lỗ tới 38.000 tỷ đồng và tiếp tục đòi tăng giá điện trong năm 2024. EVN được ưu tiên độc quyền về điện, một mình một chợ mà vẫn thua lỗ từ năm này sang năm khác thì chỉ có thể nói lãnh đạo EVN chủ trương cố tình lỗ. Họ cần một bản hạch toán lỗ để đòi tăng giá điện, mà tăng giá điện là móc túi của người dân. Mỗi người trong nước đều phải bỏ ra số tiền rất lớn năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay EVN đang là một ổ tham nhũng, bòn rút tiền của nhà nước để tạo ra những khoản lỗ lớn. Một sự thông đồng có hệ thống từ EVN, từ chính phủ tới Bộ Công Thương đến tổng công ty và xuống tận những công ty con ở các địa phương. Hiện nay, tham nhũng đã thành hệ thống lũng đoạn, rất khó để triệt phá. Theo một nguồn tin riêng cho biết, nhiệm vụ của các EVN địa phương là nâng khống rút ruột. Tiền chênh lệch đó, EVN địa phương không thể ăn một mình mà phải chia cho lãnh đạo của tổng công ty. Lãnh đạo tổng công ty lại phải ăn chia với Bộ Công Thương và chính phủ. Cứ như thế, hệ thống này cần chất bôi trơn để chính sách được chạy và giá điện cứ đều đều tăng, dân thì ẻ lưng gánh hậu quả và doanh nghiệp thì tăng giá thành. Ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm lớn trong sai phạm của EVN thời ông làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Như vậy, tiền ngân sách được rút ra từ các EVN địa phương, sau đó chuyển ngược lên tổng công ty, rồi từ tổng công ty ngược dòng tiền lên Bộ Công Thương và từ Bộ Công Thương chảy ngược lên chính phủ. Chính phủ được tưới tiền bẩn nên cho phép tăng giá điện. Thế là các EVN địa phương móc được tiền từ túi dân để mà đắp vào phần thua lỗ. Sau đó, chu trình nâng giá khống khiến doanh nghiệp thua lỗ, tiền chênh lệch ngược dòng chảy lên cao,
rồi chính sách lại từ chính phủ ban xuống cho phép EVN được phép tăng giá điện. Cứ như thế, các chu trình lặp đi lặp lại hết vòng này đến vòng khác, trở thành một vòng xoáy bất tận. Nếu ông Trọng khui đến nơi đến chốn, thì vụ án EVN sẽ là vụ án rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay. Ông Dương Quang Thành khi còn là chủ tịch EVN, nếu chỉ sống bằng lương, ông khó có thể nuôi con học đại học ở nước ngoài, chứ nói gì đến chuyện cho con du học từ Mỹ, từ những bậc phổ thông trung học. Vậy tiền từ đâu mà có? Chính là tiền từ túi của nhân dân mà ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin EVN Bình Thuận rút 3 đồng thì rút túi 2 đồng. Vì sao Dương Quang Thành giàu to? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de